kênh Cổ Học Tinh Hoa xin gửi tới quý vị các bạn bài chia sẻ 6 lưu ý khi đặt bể cá trong nhà, tránh hao tất tài lộc. Kính thưa quý vị và các bạn, bể cá bày trong phòng khách, ngoài giá trị thường ngoạn, về mặt phong thủy còn có tác dụng hóa sát. Bể cá đi đôi với nước, do vậy, về phong thủy học thì bể cá đồng nghĩa với thủy, tức là nước. Chính vì thế, những điều nên và kỵ đối với bể cá cũng chính là những kiêng kỵ của nước. Hai vấn đề này hoàn toàn giống nhau. Những người có ngày sinh bát tự, có nghĩa là năm tháng ngày giờ và cả can chi mà thiếu nước, tức là thủy, thì đặt bể cá trong phòng khách là rất có lợi cho vận mệnh. Còn những người kỵ nước, nếu trong phòng khách có bể cá thì hoàn toàn không thích hợp. Vì thế, không phải ai cũng thích hợp chơi bể cá. Nếu không biết rõ ngày sinh bát tự của mình, lại không có thầy chỉ dẫn, thì phương pháp đơn giản nhất là kiểm chứng qua quá khứ của bản thân. Nếu trước đây trong nhà có nuôi cá mà vẫn hưng thịnh, thì nên tiếp tục nuôi cá. Cho dù có chuyển nhà mới cũng không nên ngắt quãng việc nuôi cá. Còn như trước đây trong nhà nuôi cá mà vận trạch bất ổn, thì phải ngưng ngay việc nuôi cá. Thậm chí cả bánh xe phong thủy và những thứ liên quan đến nước cũng không nên bày trong phòng khách nữa. Sau đây là 6 lưu ý nên và kỵ đối với bể cá bày trong phòng khách. 1. Là kích thước bể cá không nên quá to. Bể cá quá to chứa được nhiều nước, mà nhiều nước quá sẽ gây cảnh vỡ đê ngập lụt. Xét về mặt phong thủy, lẽ dĩ nhiên là nước rất quan trọng. Nhưng nếu nhiều quá, sâu quá cũng không nên. Vì vậy, bể cá trong phòng khách không nên to quá. Nhất là với những phòng khách có diện tích hẹp thì bể cá càng không nên to. Chiều cao của bể cá cao hơn ngang mày người đứng là cao quá, có nguy cơ ngập lông mày. Nếu chiều cao ngang rộng 5 thước ta, đây là đơn vị đo lường cổ của ngày xưa. Một thước tương đương với 40cm, tức là rơi vào khoảng 1m2, cũng thuộc loại to quá. Thực ra, chiều cao bể cá không quá 3 thước ta, còn bể ngang không quá 4 thước là phù hợp. Lý do thứ hai là bể cá không nên đặt ở hướng cát, tức là hướng tốt. Một số môn phái phong thủy học đưa ra ý kiến nên đặt bể cá ở hướng cát. Họ cho là làm như vậy sẽ sinh vượng tài vị. Tuy nhiên, trong sách phong thủy cổ lại có nói, bạc thủy nhập linh đường, đưa nước vào chỗ suy kiệt, lỡ vận có thể chuyển xấu thành tốt, gặp dữ hóa lành. Vì vậy, bể cá nên đặt ở hướng xung, tức là hướng xấu chứ không nên đặt ở hướng cát. Hướng cát và hung là căn cứ vào tọa độ của người nhà mà xác định. Đông tứ trạch và tây tứ trạch đều có hướng hung cát khác nhau, tuyệt đối không được lẫn lộn. Nói một cách cụ thể thì đông tứ trạch, tọa đông, tọa nam, tọa bắc và tọa đông nam, thì bể cá không nên đặt ở bốn hướng cát trong phòng khách là đông, đông nam, bắc và nam. Đối với tây tứ trạch, tọa tây nam, tây bắc, đông bắc và tây, thì bể cá không nên để ở bốn hướng cát trong phòng khách là tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Nếu căn phòng thuộc đông tứ trạch, bể cá nên đặt ở bốn hướng hung trong phòng khách là tây nam, tây bắc, đông bắc và tây. Nếu thuộc tây tứ trạch thì bể cá nên đặt ở bốn hướng hung trong phòng khách là đông, đông nam, nam và bắc. Đặt bể cá ở hướng hung sẽ có tác dụng hóa sát rất tốt. Lý do thứ ba là bể cá không được đặt phía sau salon. Trong phong thủy học, dùng nước để làm chỗ dựa ở phía sau là không chắc chắn. Nước có tính chất không ổn định, mà lấy nước làm chỗ dựa sẽ không giữ được ổn định. Do bể cá đựng nước, nếu đặt phía sau salon, mọi người trong nhà hàng ngày ngồi trên salon sẽ không có chỗ dựa chắc chắn, ảnh hưởng đến sự ổn định gia chạch. Còn nếu như đặt bể cá cạnh salon thì sẽ không có trở ngại gì đến phong thủy nhà ở, do vậy không có gì phải bận tâm. Lý do thứ tư là bể cá không được để đối diện với bếp đun. Bể cá chứa nhiều nước, còn bếp đun thuộc hỏa, thủy hỏa tương khắc. Do vậy, nếu bể cá trong phòng khách và bếp đun tạo thành một đường thẳng, là phạm phải điều kỵ thủy hỏa tương khắc. Bể cá đối diện với bếp sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe của mọi người trong nhà. Do thủy hỏa tương khắc nên bếp thuộc hành hỏa sẽ bị hại. Người nhà đứng nấu ăn cạnh bếp sẽ bị ảnh hưởng liên đới. Ngoài ra, bàn thờ cũng thuộc hỏa nặng. Vì thế, bể cá cũng phải hết sức tránh để trên cùng một đường thẳng với bàn thờ, để không bị phạm phải điều kỵ thủy hỏa tương khắc. Lý do thứ năm là bể cá không được đặt dưới bàn thờ. Tục ngữ có câu, tài quy tài vị, tiền của đi về hướng thần tài. Vì vậy, ba vị thần tài phúc lộc thọ cần phải để ở tài vị đang thịnh. Như thế mới thực là gấm thêm hoa. Nhưng nếu đặt thần tài ở trên bể cá thì tuyệt nhiên không được. Điều này chủ yếu do hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là bể cá nên đặt ở hướng hung trong nhà. Nếu để bàn thờ trên bể cá thì không hợp với nguyên tắc tài quy tài vị. Thứ hai là đặt bàn thờ trên bể cá thì phạm vào điều cấm kỵ trong phong thủy là chính thần hạ thủy.
làm cho tiêu tán tài sản. Và lý do cuối cùng là lý do thứ 6. Số lượng cá nuôi phải phù hợp với ngũ hành của chủ nhà. Vậy theo phong thủy học, số lượng cá nuôi phải là bao nhiêu mới phù hợp? Điều này cũng không thể nói một cách đại thể, mà còn phải xác định theo ngũ hành mệnh quái của từng người mà xác định. Dưới đây là bảng tính số lượng cá theo con số trong hà đồ lạc thư. Về ngũ hành thủy, số lượng cá nuôi màu nhạt trắng là 1 con, màu sẫm đỏ là 6 con. Về ngũ hành hỏa, màu nhạt nuôi 2 con, màu sẫm đỏ nuôi 7 con. Số lượng cá nuôi của hành mộc thuộc màu nhạt là 3 con, màu sẫm thì 8 con. Về ngũ hành kim, số lượng cá nuôi màu nhạt là 4 con, màu sẫm là 9 con. Với ngũ hành thổ, số lượng cá nuôi màu nhạt là 5, số lượng cá nuôi màu sẫm 10 con. Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Nếu hành chủ nhà thuộc thủy thì nên nuôi một con cá màu trắng, chẳng hạn như cá hồng vận đương đầu màu nhũ bạc, hoặc 6 con cá màu sẫm như sư tử đầu màu đỏ hoặc hóc mẫu đơn màu đen. Các mệnh khác cũng tương tự theo đó mà tính. Và hình dạng của bể cá chúng ta cần lưu ý, như là bể cá hình tròn thì cát lợn, hình tròn thuộc kim, kim sinh thủy vượng tài. Bể cá hình chữ nhật, ngũ hành thuộc mộc, thủy sinh mộc, thủy bị suy yếu, tạm dùng. Bể cá hình vuông không dùng, vì hình vuông thuộc thổ, thổ khắc thủy. Bể cá hình tam giác, đa giác đều không nên dùng vì ngũ hành thuộc hỏa, thủy hỏa tương xung. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Quý vị và các bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi bài viết này. Và nếu như các bạn thấy bài viết này thực sự mang lại giá trị, các bạn hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp với mọi người. Và hãy thường xuyên ghé thăm kênh của Học Tinh Hoa để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.